Chào Alo, chị, chào chị. chị cảm ơn thầy rất nhiều. Thế là lúc mà chị xin nộp của em đấy, để xong rồi là về thì mày tới xem cái đoạn video của em bảo là không được sát sinh, không được giết mổ. Và thực tế ra thì chị hàng ngày thì lại cứ buôn gà để bán vịt, thế là cũng cứ phải là giết các con vật này thôi, rất là sợ lo. Thế là thấy em bảo là thôi thì việc đã làm rồi thì cứ làm đi. Ừ, thì nói chung Thấy là cũng cố gắng anh cũng chắc là cũng thấy không. hạn chế lại, thì tốt hơn nhá. Hạn chế lại rồi thỉnh phép được tốt lên công việc, tốt lên là vài năm, là cố gắng tìm cách mà bỏ nghề đi nhá. Buôn bán cái gì để cho nó ấy, nó như mà cái chị ở trong xóm này cũng không phải mặt đường ấy, mình mở cái cửa hàng thì cũng rất là khó. Sao giọng bé đấy nhỉ, không nghe thấy rõ nữa, cầm sát máy vô. Chắc là cái điện thoại của chị nó là kém đấy. Vâng, đấy đấy, để sát vậy để nghe rõ. Nhưng mà từ khi tỉnh phép là thấy công việc thế nào rồi? Chị cũng cảm thấy nó cũng rất là ổn hơn. Mới đầu về thì cũng không thấy có hiệu lực đâu. Thế nhưng mà hôm em bảo là mùng 1 tháng 4 thì cũng không biết là mùng 1 tháng 4 âm hay là dương. Thì nếu mà dương thì là mùng 1 tháng 4 rồi. Một Thế chị cũng cảm thấy cũng rất là có hiệu lực. Thế nhưng mà về cái nghề sắp sinh này thì cũng cảm thấy là nó cũng hơi là có tội lỗi một tí đi, nhưng mà vì các cái con vịt ngan thì hàng ngày nó cũng thông dụng hơn mấy Ừ. con trâu con bò ấy, Tóm nó lại cũng sẽ là to. bị hiểu, thấy công việc làm ăn tốt lên, khách vào tấp nập hơn trước khi thỉnh phép đúng không? Ê, công nợ đã lấy được lại bớt chưa? Chị buôn bán nhỏ lẻ thì nói chung là người ta chỉ nợ ít thôi, đúng ra là nhiều người cũng nợ nâu nâu ấy, không trả. Hôm qua tự nhiên thấy họ lại tìm đến họ trả, cũng cảm thấy là giật mình. Thế nên là chị cũng rất là muốn để làm thêm một thời gian nữa, để thêm có một cái kinh phí để chị sẽ nhờ em để xem cho cái bàn tay này này. Nói chung là cuộc đời chị cũng nhiều cái vất vả lắm, nhưng mà muốn để em xem là có cái gì để mình tránh được và mình biết hơn ấy. Để sau này thì mình khổ hơn thì mình biết hơn. Thế nhưng mà cũng điều kiện của chị nói chung là lúc này cũng rất là còn eo hẹp. Không phải là chị cũng kiếm ra tiền nhưng mà cái chi phí của chị cũng rất là lớn. Em vừa qua cũng gọi là cố làm được cái gian nhà nên thành ra là nợ lần nhiều quá. Thế là thành ra Thôi, chúc mừng chị. Từ khi nhận phép là thấy công việc của chị tốt lên, và hôm nay chỉ phản hồi như vậy thì thôi, vui mừng rồi. Em chúc mừng cho chị nhé. nếu mà có gì chị không biết hay là có lễ tạ hay là như thế nào thì thầy em đã cứ bảo chị biết thêm để Ok. cho Nhưng mà chị khuyên xin lệnh. đấy, mau mau chóng chóng làm nghề này được một vài năm, em thỉnh phép cho vài năm để công việc tốt hơn. Rồi mà bỏ nghề này đi nhá, đừng có làm nghề này nữa nhá. Chị cảm ơn. Vâng, chào chị.